Dạ con xin kính chào ông bà, cô chú, quý vị, quý anh chị và các bạn. Thì con là Truyền thông Thành Võ, hiện tại phục vụ cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không, nơi các thầy đang làm việc. Địa chỉ tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thì hôm nay nhằm ngày 10 tháng 1 năm 2024, thì con xin điểm lại một số thông tin tại phòng khám và các hoạt động xây dựng tại đây. Xin ông bà, cô chú, quý anh chị và quý vị các bạn quan tâm theo dõi. Thì sở dĩ hôm qua con không làm cái điểm tin cũng cũng nhiều lý do. Có mong quý vị, cô chú, anh chị thông cảm. Bắt đầu con sẽ quay các hoạt động tại phòng khám cho quý vị, quý ông bà, cô chú theo dõi. Thì hôm nay chỗ anh Giang có hỗ trợ phần thức ăn cho người nuôi bệnh, gồm 84 phần thức ăn. Thì mỗi người nuôi bệnh sẽ lấy một phần, tạo điều kiện cho người nuôi bệnh bổ sung đồ chay để ăn uống hàng ngày. Hôm nay cũng mới sáng cũng có một bệnh nhân mới vào ghi đơn đăng ký. Thầy Thanh cũng đã hướng dẫn cho người mới cách điền những thông tin vào cái tờ đăng ký cũng như cái tờ cam kết. Nói chung thương người bệnh và bệnh nhân thì nói chung là họ tên gì, ở đâu và tại sao biết ở đây mà để đến đây? Là Lê Thị Lài, sinh năm 1963, ở Cái Bè, Tiền Giang. Cũng mới biết ở đây là do là em đã nuôi, hiện tại đang nuôi chú ở đây. Chú xuống đây cũng chỉ ung thư là 1 tháng rồi, làm biết sinh viên. Cho biết là trước đây á, mình đi các bệnh viện nào và bệnh gì vậy? Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang là phát hiện là ung thư buồng trứng và đã bị di căn. Có thời gian vô hóa chất nhưng mà thấy không hợp, 4 lần vô hóa chất thấy không hợp, nên là ngưng bên Tây y. Bây giờ xuống đây nhờ các thầy Thì những cái phác đồ ở đây á, bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân thấy như thế nào? Có khả năng mình đáp ứng nổi không? Giữ phác đồ nổi có, thì tại vì người ta cũng đã nuôi chú trong vòng 1 tháng rồi thì biết là được, phải đưa mẹ xuống đây. không? Dạ. Rồi mong cũng như người bệnh ráng cố gắng giữ gìn phác đồ để mà mau lành bệnh nhé. Rồi.
con tông hồ nữa hồ. Để cái hồ cho nó lại đâu nổi. Rồi để đi rồi con ăn hồ. Người bệnh nhà nuôi bệnh cũng đang chờ đợi để lấy phiếu đi khám bệnh luôn. Nơi cấp phát thuốc và nước cũng như gạo cho bệnh nhân như các người bệnh cũng sáng ngày cũng thắp hương lạy Chúa lạy Cha mong khỏi bệnh. Các bệnh nhân đang đợi chờ để đắp thuốc tại phòng đắp thuốc chờ tới lượt mình. Tiếp tục là chúng ta sẽ di chuyển qua phòng chỗ thầy Nguyễn Thanh Quý. Các thông tin của bệnh nhân trong ngày được ghi lại một cách tỉ mỉ. Ngoài ra còn bệnh nhân còn được theo dõi các đo huyết áp cũng như thăm hỏi qua về tình hình ăn uống đi lại ngủ nghỉ như thế nào. Tiếp đó chúng ta tham quan nơi khám chữa bệnh của chỗ thầy Võ Duy Tuyến. Dạ có thằng đủ nha. Dạ. Những thông tin cũng trong ngày được ghi chép tại cuốn sổ về ăn uống ngủ nghỉ của bệnh nhân. Mỗi ngày bệnh nhân được theo dõi để kiểm tra huyết áp. Xong đó các thầy cũng đã tư vấn về tình hình diễn biến của căn bệnh và nhắc nhở chấp hành phác đồ điều trị.
Nha. Tại những coi trong bình luận á, nói là truyền thông, nói là truyền thông nói chuyện nhỏ quá, yêu cầu truyền thông nói lớn một chút xíu. Ừ. Đó, ở trong bình luận á có nhiều người bình luận nói vậy. Cô mình có tăng cái này đi luôn cô. Tăng tí nha. Tăng cái lưng nha. Dễ vừa chứ cô. Cái lưng mình có nóng quá không? Ừ. Tăng miếng nha. Chị vừa chứ cô? Bữa nay vừa chưa? Bữa nay vừa chưa? Nóng vừa chứ cô? Thầy Tứ Mai đang chăm sóc cho bệnh nhân bằng hình thức châm cứu thuê học cổ truyền. Những bệnh nhân khác ví dụ như có thể đến đây để mà xoa bóp bấm huyệt tùy theo các loại bệnh mà các bệnh nhân được chăm sóc. Thưa cô, vậy thì cô cho biết á, họ tên bệnh nhân, mã số bệnh nhân, rồi cô bệnh gì tới đây? Tên em là Trịnh Thị Dục, ở ấp 6 Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai. Bị số báo danh là 3 số 1, 1 số 3. Bị bệnh ung thư phổi giai đoạn 4, u ác, phế phổi bên phải. Bị vô 12 lần hóa chất, nhưng mà bị kháng thuốc, giờ nó không trị được nữa. Giờ nó lại ho nhiều, rồi nó mệt. Rồi nghe có cái bà chị đi nuôi ông anh là ở dưới chỗ, chỗ nhà, chị xuống chị có tư vấn cho là ông anh đó trị bệnh, bị bệnh hạch cổ cũng giai đoạn 4 rồi. Anh điều trị được 3 tháng mấy ngày rồi anh đỡ rồi. Chị nó tư vấn cho là lên đây, nhiều người trị nhiều bệnh ung thư đó, nên mà nhiều người người ta được hết, người ta về. Rồi lên đây thì thấy các thầy, rồi thấy các thầy thuốc, rồi thấy những y bác sĩ, rồi các cô nhân viên, rồi từ chú bảo vệ, thấy từ ngoài cổng vô đã thấy vui vẻ với các bệnh nhân với lại thân nhân. Lên đây thì thấy đúng là thử thách, nên mà thấy cũng vui rồi. Mà em mới trị, mới bữa lên nhập viện thôi, là từ bữa 25 tháng 12 đến nay là được 14-15 ngày, thì thấy cũng phấn khởi rồi. Thấy cũng làm lễ 2 ngày cho những người xuất viện, thấy cũng vui rồi. Cũng bữa vừa rồi của nhà tự thiện cũng tài trợ cho ở đây, thì cũng có được một phần quà, một cái phong bì, thì về nhà mở ra được 4-5 ngàn. Cô cho biết cái bệnh của cô á, là đi tây y bệnh như thế nào mới sang đây? Vô hóa chất là 3 mũi lần đầu là ngẫy là chết đấy, chứ không có ngẫy sống rồi anh sao. Vô đến cái mũi thứ tư hóa trị đó thì hắn đỡ rồi, được đến mũi thứ 9 thì thấy hắn cũng đỡ.
đến mũi thứ 10 anh lại tái lại rồi. Anh cứ ho, anh ho rồi, anh cứ ho mà anh mệt lắm. Rồi bác sĩ thì không có nói là ngưng, nhưng mà bác sĩ cũng cứ vô thuốc, nhưng mà càng vô thì càng mệt. Vì là thuốc anh, bác sĩ nói là anh bị kháng thuốc à. Cái u ác nó chụp chiếu lại ở như bệnh viện Chợ Rẫy, thì bác sĩ ở như bệnh viện Chợ Rẫy nói là có nói với bác sĩ là sao mà nó càng ngày nó càng mệt mà nó ho. Bác sĩ kêu là nó bị kháng thuốc rồi, cái u ác của cô nó đâu có teo, nó cứ càng ngày càng to, chỉ cầm cựa lại thôi. Ở bác sĩ ở Chợ Rẫy nói như vậy. Mà cô thì cũng nhiều bệnh lắm, bị ung thư máu từ năm 2020, rồi về thì ung máu tạ bổn, rồi thì cái đợt bị Covid tiến sang ung thư phổi, rồi bị đái tháo đường, rồi viêm xoang tràng, gai thái hóa cuộc sống. Ba bữa nay vô đây bác sĩ ở đây châm cứu cho thì cũng thấy nó êm êm. Dạ. Đây là một bệnh nhân mới. Ông ấy bị bệnh ung thư gan, còn vợ trước kia thì bệnh ung thư vú, nhưng gia đình rất là hoàn cảnh khó khăn. Thì một lát nữa truyền thông sẽ bàn lại với các thầy để làm một cái chương trình để kêu gọi cho người này, hỗ trợ, kêu gọi cộng đồng mạng của các mạnh thường quân để hỗ trợ hoàn cảnh này. Ông là Nguyễn Ngọc Sơn. Quê của chú ở đâu? Quê ở Bến Tre. Nguyễn Ngọc Sơn quê Bến Tre. Đang bị bệnh ung thư gan. Trước kia bà vợ, đây là cô vợ, quê ung thư vú, cô hoàn cảnh cũng khó khăn. Một lát nữa truyền thông sẽ bàn các thầy để mình tổ chức làm một cái chương trình phỏng vấn ngắn để kêu gọi các mạnh cộng đồng mạng cũng như mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Xin các ông bà, quý vị, quý cô chú, quý chị và các bạn quan tâm theo dõi và ủng hộ hoàn cảnh này. Lấy xong quay thôi. Mỗi người bệnh một phần thức ăn để cho người nuôi bệnh ăn nghe quý vị. Còn người bệnh thì chủ yếu ăn cháo. Kính thưa quý ông bà, quý cô dì, quý anh chị và các bạn, truyền thông Thành Võ bắt đầu sẽ giới thiệu các công trình xây dựng, công trình phòng khám cho tường yêu thương cho không, địa chỉ tại ấp Chợ Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cần Giờ, tỉnh Trà Vinh.
thì nơi phòng khám này là vị trí ở phòng khám cũ của cha ngày xưa, thì các thầy đang lần lần để phục dựng lên hiện trạng của phòng khám cũ. Thì đây là các cái phòng để đắp thuốc được cái cô Mai Phương ở Bến Tre hỗ trợ toàn bộ gạch. Đây là gạch của cổ của cô Mai Phương hỗ trợ để mà lát phòng khám. Các cái phòng đã được lát gạch. Đó là phòng mà các phòng bên kia là những phòng xoa bóp bấm huyệt đắp thuốc nam, còn những phòng này là phòng của các thầy tổ chức đi khám bệnh, gồm có 4 phòng. Thì hôm nay đã lát gạch xung quanh tường, còn gạch cái nền tô được một phòng. Phòng bên đây cũng đang lát gạch. Còn 2 phòng còn lại, chúng ta đi lần sau coi cái toilet coi như thế nào. Toilet vẫn chưa lợp, các cánh cửa cũng chưa được gắn. Thì đến đây truyền thông Thành Võ xin các ông bà, cô chú, quý vị, quý anh chị và các bạn phần điểm tin vào ngày 10 tháng 1 năm 2024 đến đây tôi xin kết thúc. Xin chúc quý ông bà, cô chú, quý vị, quý anh chị và các bạn một ngày mới an lành, hạnh phúc. Xin tạm biệt.